đoàn giảng viên và sinh viên trường đại học nam úc vừa có chuyến tham quan và trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực văn hóa sáng tạo thủ công nghệ thuật dân gian âm nhạc tại hội an làm việc với trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh truyền hình thành phố đoàn đã được nghe lãnh đạo trung tâm thông tin khái quát về hội an cũng như những giá trị đặc trưng trên lĩnh vực văn hóa sáng tạo thủ công nghệ thuật dân gian âm nhạc tại địa phương đặc biệt là việc hội an đang xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của unesco các sinh viên và giảng viên đã giao lưu nhiều câu hỏi từ đó tiếp nhận nắm bắt thông tin cần biết về hội an chủ yếu là các vấn đề liên quan đến việc bảo tồn và phát huy các nghề là nghề thủ công và nghệ thuật dân gian như giải pháp vượt qua các thách thức để bảo tồn vấn đề nhân lực kế thừa cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động các dự kiến biện pháp của hội an để kết nối mở rộng giao lưu với úc trong tương lai tại đây lãnh đạo trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh truyền hình cũng đã gợi mở và tham khảo nắm bắt thêm các biện pháp truyền thông quảng bá hiện đại của úc và cách thức kết hợp các hoạt động phụ trợ trong tổ chức sự kiện của các thành phố ở quốc gia này để thu hút du khách từ đó làm giàu thêm ý tưởng tổ chức sự kiện và quảng bá truyền thông tại hội an trong thời gian đến